Dạng Oanh chủ yếu sinh sống ở miền Trung Nam châu Âu. Chúng nổi tiếng vì giọng hót cao vút du dương của chim trống lúc đêm về. Trong mùa sinh sản ở châu Âu, chúng ta thường gặp những vần thơ ca ngợi tiếng hót của dạ oanh trong văn học. Dạ oanh dài khoảng 17 cm, bộ lông có màu nâu ấm áp, lông đuôi màu đỏ, lông dưới bụng có màu vàng nhạt tới màu trắng, bên cỏ và hai bên sườn có màu vàng xám. Được rồi. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Chim Thiên Đường được nằm trong cuốn sách Điều Lý Thú. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Bộ lông lộng lẫy được nằm trong cuốn sách Điều Lý Thú. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review lá cờ của nước Monaco. Nước Monaco sẽ có một cái tên cũng giống như là cái tên nước, đó là Monaco. Diện tích là 202 km² và được nằm trong khu vực Tây Âu. Nước Monaco sẽ trên lá cờ rất là đơn giản, sẽ có hai sọc gồm hai màu, màu đỏ và màu trắng. Chim thiên đường là loại chim có họ hàng với loài quạ, thường sinh sống trên đảo Arian, Indonesia ở phía đông Australia. Cô ấy cô Liên nha, yeah. Cô Liên cô Đông cô, sao cô Liên không nhập thêm cái này về để đem gì thế bán thì mình cô vẫn sẵn có kia đấu lấy thì gì của bạn cô để ra nhà bác Hương, nhưng mà cuộn này bé quá cũng to cơ. Bộ nhà bác Hương còn bé hơn á. Thế Ừ, không muốn cái cuộn to đủ đây nó bằng thế này tôi muốn để làm gì. À, to đùng như thế. Đi đâu có cuộn nhà cô ấy không mẹ mèo đi xem cái gì như vậy nhỉ, cái gì rồi chỉ bảo mất nắp nhỉ, cái ổ cháy bị mất nắp vào mất nắp đấy nhà ấy nhà ai mà có hai cái mất nắp để chơi cho nhà cô Tú tiếp chơi chưa. một cái mất nắp ở trong cái túi cơ mà. À, mà trong cái túi vẫn bị mất nắp à? Vâng. Ừ.
Nhà cô toàn gọi khán cổ nghe. Con để tạm vào trong chỗ xe của chị Nguyệt đó, mẹ bảo cô Đoàn. À cô Toàn đi, anh nhà cô Đoàn đi. Làm gì? Dạ. Để ấy gì? Để trên xe, của chị. Thế phải viết lại một bức thư. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review lá cờ của nước Iceland. Nước Iceland là được nằm trong khu vực Bắc Âu và sẽ có diện tích là 102.777 km² và được nằm trong khu vực Bắc Âu. Trên lá cờ của nước Iceland sẽ gồm có chữ thập màu trắng và màu đỏ. Và cái nền của cái nước Iceland này sẽ có là màu xanh, xanh dương. Ngựa vằn là một loài động vật nổi tiếng nhất trên thảo nguyên châu Phi. Đầu của chúng trông rất giống ngựa, tai dài hơn ngựa, đuôi ngắn hơn ngựa. Cơ thể phủ kín sọc vằn đen trắng xen kẽ,